của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức sẽ trình bày. Xin mời thầy. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, xin cảm ơn cô Trang. Trong cái phần trình bày tiếp theo thì chúng tôi sẽ bàn về các cái những một số những điểm lưu ý trong vấn đề chẩn đoán và điều trị các cái rối loạn tiêu hóa liên quan axit dịch vị ở Việt Nam. Như chúng ta biết thì từ năm 2017 chúng ta có cái khuyến cáo cập nhật 2017 là của Hội Tiêu hóa Mỹ, và sau đó 2018-2019 chúng ta có một số khuyến cáo của châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Thái Lan. Chúng ta chưa có khuyến cáo tại Việt Nam. Tuy nhiên một cái vấn đề khi chúng ta ứng dụng những cái khuyến cáo trên những cái quốc gia khác, những cái cộng đồng khác vào trong thực hành thì chúng ta cũng có một số những cái lưu ý, bởi vì có những cái đặc thù riêng ở trên người Việt Nam. Và trong cái thời hạn cũng thời lượng cũng giới hạn thì chúng tôi xin đề cập tới một số những cái quan điểm cập nhật về vấn đề này cũng như là một số những cái đặc thù ở Việt Nam. Điểm thứ nhất thì chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề khái niệm. Khi chúng ta nói về cái rối loạn liên quan axit dịch vị thì cái điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta, em cho cái full screen được không? Điều đó không có nghĩa rằng là nó luôn luôn là liên quan đến cái vấn đề axit. Có một số những cái bệnh lý mà liên quan đến tăng tiết axit thực sự, chẳng hạn như là trong đa số trường hợp chúng ta có bệnh trong hậu dịch thực quản, mà chúng ta có những cái bệnh lý chẳng hạn như là lết tá tràng hay là hội chứng Rollinger-Ellison. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái trường hợp cũng được gọi là bệnh lý liên quan axit dịch vị, tuy nhiên cái vai trò của axit thì nó ít hơn. Chẳng hạn như trong trường hợp lết dạ dày, một số trường hợp thực sự lết dạ dày thì có tình trạng giảm tiết axit. Và một số trường hợp chẳng hạn như là rối loạn tiêu hóa không cho lét hay là khó tiêu chức năng thì cũng là một cái vấn đề có liên quan. Tuy nhiên cái vai trò của axit thì nó giới hạn. Thì dùng cái này được không? Trong cái phần trình bày tiếp theo thì chúng tôi xin trình bày về một số những cái đặc điểm về cái mô hình bệnh tật và cái sự chồng lấp của những cái biểu hiện của rối loạn tiêu hóa liên quan đến axit dịch vị. Và đây là một số những cái thông tin cập nhật tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong hai năm 2017-2018 thì thu lượm trên khoảng gần 2.000 trường hợp bệnh nhân đến khám ngoại trú và được làm nội soi, thì chúng tôi ghi nhận như thế này. Chúng ta thấy rằng là cái than phiền lớn nhất mà bệnh nhân đến thường nhất là đau thượng vị. Ngoài ra chúng ta thấy là cái đầy bụng hoặc là ăn nhanh no. Cái bữa ăn phải hoàn thành sớm là cái khó chịu tuần thứ hai. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái ở trớ, ở nóng thì nó chiếm một cái tỷ lệ ít hơn, bởi vì nó vẫn là một cái khái niệm tương đối là cũng còn mới mẻ so với người Việt. Khi chúng ta làm nội soi thì chúng ta ghi nhận được gì? Chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà gặp nhiều nhất cái tổn thương thực thể mà có thể gây ra những cái biểu hiện này đó là viêm thực quản do trào ngược. Chúng ta còn gọi là viêm trào ngược dạ thực quản. Thực quản đã đét. Chúng ta có một số những trường hợp ung thư dạ dày và cái lết dạ dày tá tràng, những cái bệnh lý mà chúng ta nói là rất là căn bản và được đề cập nhiều trong chương trình của y khoa 6 năm, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ nó thấp hơn và chúng ta thấy là cái bệnh trào ngược có xu hướng nó nhiều hơn. Và trên một cái thực tế thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta quay trở lại là cái phân loại khó tiêu của thế giới hiện hành á, thì người ta xem xét là cái triệu chứng của bệnh nhân là do triệu chứng thực thể. Nếu như là chúng ta ghi nhận được những cái tổn thương chẳng hạn như là viêm loét thực quản trên nội soi, có thể do trào ngược hoặc là có thể do các nguyên nhân khác, chúng ta phát hiện các trường hợp có loét dạ dày tá tràng, ung thư tiêu hóa, những cái trường hợp gọi là thiếu máu cục bộ mãn tính của ruột, do cái tình trạng sơ vữa mạch máu mạc treo, những cái bệnh lý mật tụy hoặc là những cái trường hợp khó tiêu do thuốc, đặc biệt là nhóm NSAID là những cái trường hợp khá thường gặp. Bên cạnh đó thì có một cái khái niệm nó khá là mới mẻ đối với các bác sĩ Việt Nam, tuy nhiên thì trên thế giới thì đây là một cái vấn đề người ta đã đề cập khá lâu, do vấn đề chúng ta sử dụng những cái thuật ngữ không nhất quán, không thống nhất mà thôi. Đó là từ khó tiêu chức năng. Thì đây là một cái thuật ngữ dành cho những cái trường hợp bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu mãn tính, tức là theo cái trường phái châu Âu và Mỹ, Bắc Mỹ thì họ yêu cầu là phải có cái triệu chứng khởi phát từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên cái đồng thuận châu Á từ năm 2012 thì họ thấy rằng là các bác sĩ ở châu Á thì có cái cơ may gặp được bệnh nhân sớm hơn, bởi vì cái vấn đề hẹn lịch khám thì nó dễ dàng hơn, do đó thì cái lịch chỉ còn khoảng 3 tháng trở lên thì chúng ta có thể là xếp trong cái nhóm này.
Tuy nhiên một cái điểm rất là quan trọng rằng là cái tiêu chí rất là quan trọng là chúng ta phải loại trừ những cái bệnh lý thực thể có thể tại ống tiêu hóa và ngoài ống tiêu hóa mà có thể giải thích được triệu chứng này. Và do đó thì cái vấn đề chẩn đoán á, thì nó cần phải có một cái sự loại trừ các cái nguyên nhân gây ra cái khó tiêu thực thể dựa trên hỏi bệnh, khám bệnh cũng như là các cái thăm dò. Như vậy thì cái vấn đề đặc biệt là khi mà dựa trên một cái nghiên cứu gộp mà đánh giá về tần suất của các cái dấu hiệu trên nội soi mà có những cái biểu hiện có thể giải thích cho triệu chứng lâm sàng, thì chúng ta thấy rằng đây là cái dữ liệu của châu Á. Thì chúng ta thấy là cái màu đỏ đó, tức là cái phần mà họ gọi là bình thường nghĩa rằng là gì, là các cái dấu hiệu trên nội soi không giải thích được cho triệu chứng của bệnh nhân. Chúng ta thấy là cái con số mà tương ứng với cái màu đỏ, tức là cái bình thường này, nó chiếm tới khoảng hơn 80%, và một số ít trường hợp chúng ta thấy là chỉ có những cái trường hợp chẳng hạn như là viêm da trào ngược, Barrett, ung thư thực quản hoặc là loét dạ dày tá tràng giống như chúng ta đề cập vừa rồi. Thế như vậy thì chúng ta đặt ra một cái vấn đề rằng là cái vấn đề liên quan đến cái những cái dấu hiệu trên nội soi mà có cái ý nghĩa lâm sàng thực sự là khi họ nói là không có dấu hiệu này nghĩa là gì. Một cái hình ảnh mà như thế này thì ở Việt Nam cũng như là một số các nước châu Á khác có thể được xem là một cái tình trạng là viêm xung huyết hoặc là viêm phù nề. Tuy nhiên trong trường hợp này được xem là bình thường bởi vì nó không được xem là cái lý do có thể giải thích cho các cái triệu chứng của bệnh nhân. Và đó là một cái điểm rất là quan trọng trong cái khái niệm để chúng ta phải phân tích đặt rồi. Một cái điểm quan trọng thứ hai đó là những cái quan điểm cập nhật về vai trò của Helicobacter pylori. Liệu những cái trường hợp viêm dạ dày do Helicobacter pylori có được xem là nguyên nhân gây ra cái khó tiêu thực thể hay không? Thì cho đến hiện tại thì chúng ta có cái đồng thuận thế giới năm 2016 và người ta bàn đến cái vai trò viêm dạ dày do Helicobacter pylori. Cho đến hiện tại thì đây là một cái vi khuẩn được xem là một cái tình trạng bệnh nhiễm khuẩn chứ không còn xem là một cái tình trạng là bệnh thường là vi khuẩn thường trú nữa. Và cái tình trạng viêm dạ dày do Helicobacter pylori luôn luôn được xem là một cái bệnh nhiễm trùng bất kể là bệnh nhân có triệu chứng hay là không có triệu chứng, và bất kể là cái tình trạng hiện tại khi mà xác định cái tình trạng nhiễm Helicobacter pylori chỉ gây ra viêm dạ dày và chưa tiến triển đến loét hay là ung thư. Tuy nhiên một cái điểm quan trọng tiếp theo đó là họ thấy rằng là viêm dạ dày do Helicobacter pylori và mối liên quan đến triệu chứng lâm sàng thì nó có thể là nguyên nhân gây ra chứng khó tiêu ở một nhóm các bệnh nhân mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Nó có thể là nguyên nhân của khó tiêu thực thể, nhưng mà cũng có một số trường hợp khó tiêu chức năng ghép trên nền bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori và đó không có một cái mối liên hệ nhân quả. Vậy cái tỷ lệ của hai nhóm này như thế nào? Cũng trong đồng thuận là chúng ta sẽ thấy rằng là để phân tách cái vấn đề là Helicobacter pylori và dương tính ở trên bệnh nhân các triệu chứng khó tiêu thực sự nó có phải là liên hệ nhân quả hay không, thì cái khuyến cáo thường thường là người ta sẽ điều trị tiệt trừ và người ta xem xét về cái sự cải thiện của triệu chứng trong vòng 6 đến 12 tháng sau đó. Nếu chúng ta điều trị tiệt trừ thành công mà sau đó triệu chứng nó tiếp tục nó vẫn được duy trì cái hiệu quả kéo dài sau 6 đến 12 tháng thì trong trường hợp này họ gọi đây là khó tiêu do Helicobacter pylori. Cũng trong trường hợp mà nếu như mà chúng ta điều trị mà cái triệu chứng nó tái phát hết rồi sau đó tái phát trở lại hoặc là không có một cái sự cải thiện triệu chứng thì đây được xem là một cái tình trạng khó tiêu chức năng mà ghép trên nền một bệnh nhân có viêm dạ dày. Con số mà chúng ta cần điều trị để đạt được cái hiệu quả nó khoảng 8-14, tính một cách trung bình là khoảng 10, thì có nghĩa rằng chỉ 10 trường hợp điều trị Helicobacter pylori thì chúng ta chỉ có một trường hợp có đáp ứng lâm sàng mà thôi. Do đó thì phần lớn những trường hợp mà viêm dạ dày do Helicobacter pylori kèm với triệu chứng khó tiêu trên lâm sàng thì chúng ta cần phải lưu ý thì phần lớn đó là những cái trường hợp có thể gặp là khó tiêu chức năng. Tuy nhiên thì một cái điểm rất là quan trọng rằng là chúng ta cũng phải nhấn mạnh và giải thích cho bệnh nhân rõ, tức là cái vấn đề tiệt trừ Helicobacter pylori đó là nhằm cái mục đích ngăn ngừa những cái biến chứng lâu dài. Còn trên một cái vấn đề gọi là cải thiện triệu chứng thì chúng ta phải giải thích rõ cho bệnh nhân rằng là gì, cái tỷ lệ mà cải thiện nó chỉ khoảng 1/10 mà thôi, bởi vì đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Khi bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu chức năng mà tái phát trở lại đó thì thường thường họ có cái xu hướng họ nghĩ rằng là Helicobacter pylori chưa được tiệt trừ, và điều đó có một số trường hợp các đồng nghiệp của chúng ta vẫn còn đang nhầm lẫn. Chúng tôi xin chia sẻ một số những cái thông tin cập nhật về tình hình thực tế Việt Nam mà chúng tôi có một cái số đề tài làm với các học viên sau đại học tại Bệnh viện Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, con số cập nhật năm 2019-2020. Trên những trường hợp mà khó tiêu chức năng thì chúng ta có một số những cái tỷ lệ đáng kể cái trùng lắp bệnh nhân có triệu chứng trào ngược và hội chứng ruột kích thích.
Chẳng hạn như là trong cái hội chứng khó tiêu chức năng, chúng ta có phần lớn những trường hợp là đau thượng vị, một số là khó chịu sau ăn, nhưng mà cái tỷ lệ mà phối hợp cả hai này chúng ta thấy có khoảng phần nửa. Và cái khó tiêu chức năng thì thường thường nó không có đứng đơn thuần, mà nó chiếm khoảng phần nửa trường hợp là có triệu chứng của trào ngược, và có khoảng 1/6 trường hợp có IBS. Và trong một cái quần thể khác, khảo sát trên những trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng của trào ngược, thì chúng ta thấy là có khoảng phân nửa là bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu chức năng, và cũng có khoảng 1/6 trường hợp là hội chứng ruột kích thích. Điều này có nghĩa rằng là có một sự trầm lắp rất là thường xuyên giữa các cái biểu hiện lâm sàng của các cái rối loạn tiêu hóa này. Và trên thực tế thì các nghiên cứu thế giới cho thấy rằng là cái triệu chứng nó sẽ rầm rộ và mức độ nó sẽ nặng hơn. Và trên một cái thực tế là chúng ta tiếp cận và chúng ta xử trí để chúng ta có một cái điều trị toàn thể cho bệnh nhân, tổng quát cho bệnh nhân, thì chúng ta cần phải quan tâm tất cả những yếu tố này. Thế thì những cái tiếp cận chẩn đoán và những thách thức trong thế giới thực là như thế nào? Thì khi mà chúng ta thấy rằng là các cái khuyến cáo thế giới đưa ra đó, thì có một số những cái đặc điểm đặc thù và những cái triệu chứng báo động khác nhau. Chẳng hạn như cái gala 2017 của Mỹ, mặc dù là rất cập nhật nhưng mà họ lấy cái ngưỡng tuổi là khoảng 60. Và trên thực tế thì ở Việt Nam có một số những cái điểm khác biệt. Chúng tôi xin chia sẻ một số những cái tổng kết tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi có cái số liệu năm 2018 trên khoảng hơn 140 trường hợp bệnh nhân ung thư. Thì chúng ta thấy rằng là cái đặc thù của Việt Nam khác với các cái vùng khác thế giới á, là chúng ta có một cái tỷ lệ đáng kể những cái trường hợp chúng ta gọi là ung thư dạ dày khởi phát sớm, tức là ở cái tuổi trẻ. Thường thường ở thế giới là khoảng trên 50, trên 60. Tuy nhiên cái con số của Việt Nam chúng ta thấy là ở cái tuổi dưới 60 á, là chiếm khoảng 16%. Tức là khoảng 1/6 trường hợp, thì đây là một con số rất là đánh động và cho thấy là cái ngưỡng tuổi chúng ta phải sẽ phải thấp hơn so với các khuyến cáo của thế giới. Chúng ta bàn rất nhiều đến các cái triệu chứng báo động, tức là những triệu chứng gợi ý bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Vậy thì cái độ nhạy của những xét nghiệm này, cũng những cái dấu hiệu này, chẳng hạn như là vấn đề thiếu máu, sụt cân, u bụng, sốt huyết tiêu hóa, là làm sao? Cũng trong một cái bài báo công bố năm 2018 trên tạp chí Phòng chống ung thư châu Á, thì chúng tôi khảo sát về các cái tỷ lệ của triệu chứng báo động ở cái nhóm khởi phát sớm và cái nhóm mà gọi là cái khởi phát theo một cái lứa tuổi thông thường, tức là từ 50 tuổi trở lên. Thì chúng ta thấy rằng là ở cái tuổi mà khởi phát sớm á, thì cái tỷ lệ triệu chứng báo động nó chỉ có 60% thôi, có nghĩa rằng là gì, tới 40% bệnh nhân không có triệu chứng báo động. Và ở cái lứa tuổi lớn hơn thì chúng ta thấy là khoảng 1/4 trường hợp. Điều này có nghĩa rằng là triệu chứng báo động là quan trọng, là cần phải lưu ý và khai thác trên bệnh nhân. Nhưng nếu không có triệu chứng báo động thì đó không phải là một cái yếu tố loại trừ mà mang tính chất an toàn cho bệnh nhân. Và đó là một cái vấn đề rất là thách thức cho các bác sĩ lâm sàng của chúng ta. Khi chúng ta nói đến các cái bệnh lý của tiêu hóa như ta đề cập đó, thì nó có thể có một cái sự phối hợp của cái tổn thương của nhiều cơ quan. Và trên thực tế thì chúng ta cũng có những cái trường hợp như vậy. Đây là những cái trường hợp mà chúng tôi đã gặp đây. Chẳng hạn như một bệnh nhân nam, năm 46 tuổi, bệnh nhân đến thì cái triệu chứng trào ngược quý vị nghiệp thấy là khá điển hình. Trớ thức ăn, nóng rát sau xương ức, và kèm theo triệu chứng của khó tiêu là nhanh no. Nhưng mà bệnh nhân có một triệu chứng báo động, tức là sụt cân rất là đáng kể. Và khi làm nội soi thì chúng ta thấy rằng là cái tổn thương trào ngược rất là điển hình với những cái vệt trào ngược axit ở đây. Và chúng ta soi xuống dưới thì chúng ta thấy là cái phần trên của dạ dày nó ứ động dịch thức ăn cũ rất nhiều. Và cái vùng hang vùng vị chúng ta thấy một cái khối u sùi, một cái ung thư dạ dày rất là điển hình với một cái hình ảnh của hẹp mông vị. Và cái tình trạng triệu chứng trào ngược của bệnh nhân là một cái trào ngược thứ phát. Trên thực tế lâm sàng vấn đề còn thử thách hơn nữa, bởi vì những cái chuyện mà xảy ra ở cái 1/2 bụng phía trên mà chúng ta hay nghĩ nhiều đến bệnh lý của dạ dày tá tràng không có nghĩa rằng là luôn luôn của ống tiêu hóa trên. Nhìn một cái hình minh họa từ phía trước và phía sau chúng ta thấy dạ dày ở đây đó, thì chúng ta thấy bên trái chúng ta còn có gan trái, còn có túi mật, phía dưới chúng ta còn có đại tràng ngang, từ phía sau nhìn tới chúng ta còn thấy tuyến tụy. Đối với bệnh lý gan mật thì thường đó là một cái vấn đề chẩn đoán phân biệt khá thường gặp và chúng ta ít có những cái sơ sót trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên cái vấn đề liên quan đến bệnh lý của tụy, liên quan đến bệnh lý của đại tràng là những cái vấn đề rất là cạm bẫy. Đây là một cái tình huống lâm sàng khác mà chúng tôi muốn chia sẻ. Chúng ta thấy là bệnh nhân nam 63 tuổi, bệnh nhân này có triệu chứng 8 tháng với cái triệu chứng là đau bụng trên rốn và đầy bụng sau ăn, rất là gợi ý là của bệnh lý dạ dày tá tràng. Bệnh nhân có mệt mỏi ẻ oải và có một cái điểm rất quan trọng là bệnh nhân có triệu chứng báo động là sụt ký 6 ký trong vòng 8 tháng. Vì cái vấn đề cái triệu chứng nghĩ nhiều là bệnh lý của dạ dày tá tràng, do đó bệnh nhân này làm nội soi, và không chỉ một nội soi một lần, nội soi sau đó lại kiểm tra lại nội soi lần nữa để người ta khẳng định đến cái vấn đề bệnh lý của dạ dày tá tràng.
Và khi nội soi thì chúng ta thấy là cái kết quả ghi nhận của các đồng nghiệp chúng ta là một cái tình trạng viêm dạ dày và Helicobacter pylori dương tính. Đây là một cái nỗi ám ảnh của nhiều người, của nhiều đồng nghiệp cũng như là nhiều bệnh nhân. Do đó thì chúng ta hay quy kết những cái vấn đề triệu chứng liên quan đến con này. Và trong trường hợp này bệnh nhân được làm siêu âm ghi nhận là có sỏi thận trái, X quang cột sống ghi nhận thoái hóa cột sống thắt lưng. Và vấn đề này nó làm cho cái người thầy thuốc có cái xu hướng nghĩ nhiều đến đây là cái lý do giải thích cho cái vấn đề đau lưng cho bệnh nhân. Khi chúng ta đến khám đánh giá lại cho bệnh nhân thì trong trường hợp này thì ghi nhận là một cái tổn thương u vùng thân tụy rất là lớn. Đối với u tụy thì thường chúng ta nghe bàn đến thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều là vấn đề liên quan đến u tụy là bệnh nhân có triệu chứng vàng da rất rõ rệt. Nhưng một cái điểm rất là cạm bẫy là chúng ta biết rằng là chỉ có cái vấn đề tổn thương ở đầu tụy thì nó liên quan đến cái ống mật chủ đi trong cái đoạn đầu tụy. Và do đó là một cái tổn thương nhỏ, đôi khi một cái u nhỏ đầu tụy thì nó có thể chèn ép và gây ra triệu chứng vàng da. Tuy nhiên đối với những cái tổn thương ở vùng thân tụy và đuôi tụy thì cái triệu chứng này có thể rất là mờ nhạt và bệnh nhân có thể có một cái triệu chứng đau bụng âm ỉ thường vị rất là dễ nhầm nhận lẫn với bệnh lý dạ dày tá tràng. Trong một cái trường hợp bệnh nhân khác và chúng ta thấy rằng là hai cái bệnh nhân mà chúng tôi chia sẻ đây không khó gặp lắm và chúng ta thấy là cách nhau có mấy tháng chúng tôi gặp một trường hợp như vậy. Và cái này là một trường hợp bệnh nhân nam rất là trẻ tuổi, 36 tuổi, bệnh nhân bệnh 7 tháng và triệu chứng cũng là đầy bụng, đau thượng vị âm ỉ và đau lan sau lưng. Bệnh nhân mệt mỏi, ể oải và thực sự khi đến khám thì thấy rõ ràng là bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm và lo âu. Bệnh nhân này sụt ký 5 kg trong vòng 7 tháng. Tiền sử gia đình không có gì đặc biệt hết. Và ca này được soi dạ dày 3 lần. Và 3 lần thì chúng ta đều thấy cái chẩn đoán là viêm dạ dày Helicobacter pylori dương tính. Và chúng ta chí chăm và chúng ta vấn đề điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori, kiểm tra hiệu quả tiệt trừ, cải thiện đánh giá cái cải thiện triệu chứng, nhưng mà ca này hoàn toàn không cải thiện triệu chứng. Và khi đến khám thì tất cả những xét nghiệm sinh hóa huyết học thì gần như bình thường, hình ảnh bụng thì siêu âm thì nghi ngờ u tụy và CT scan bụng một lần nữa chúng ta ghi nhận một hình ảnh giống như cái ca trước là một cái tổn thương u đuôi tụy rất là lớn. Và trong trường hợp này chúng ta còn thấy cái tổn thương của hạch dị căn. Do đó thì trên một cái thực tế chúng tôi nghĩ rằng những cái bệnh nhân này cho chúng ta một số những cái đánh động và một số những cái bài học rất quan trọng, đó là một lần nữa chúng ta nhấn mạnh trở lại u vùng thân và đuôi tụy thì cái triệu chứng nó rất là mờ nhạt ngay cả khi rất là lớn rồi. Đau thượng vị lan ra sau lưng, quý đồng nghiệp cần phải nghĩ đến bệnh lý của tụy và một số những điểm cẩn thận là những cái bệnh lý thường gặp á, chẳng hạn như sỏi thận, thoái hóa cột sống đôi khi nó lại là những cái vấn đề kèm theo và nó có thể nó làm những cái xu hướng là chúng ta bị đánh lạc hướng và nghĩ nhiều, quy kết đến cái triệu chứng đau lan sau lưng do những cái tổn thương này. Những cái rối loạn tâm thần kinh chúng ta gặp rất thường trong các bệnh lý nội khoa và cũng dễ bị quy kết là nguyên nhân gây ra những cái triệu chứng của tiêu hóa cũng như là tình trạng sụt cân. Và cái điểm thử thách lớn nhất đó là gì, tức là cái bệnh lý ác tính của ống tiêu hóa cho đến hiện tại thì theo một xu hướng chung chúng ta thấy là càng ngày càng trẻ hóa và chúng ta cần phải nâng cao cái sự cảnh giác của mình. Trong một cái tình huống thứ tư thì chúng tôi chia sẻ là một cái trường hợp lại thách thức hơn nữa. Đây là bệnh nhân nam trên 50 tuổi, bệnh nhân bệnh 6 tháng từng đợt với triệu chứng đau thượng vị và có kèm theo tiêu chảy. Bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng báo động dựa trên hỏi bệnh và khám bệnh. Nhưng mà có một cái yếu tố nó giúp cho mình có một cái cẩn thận tức tí xíu là phải nghĩ đến cái bệnh lý tiêu hóa dưới. Đau thượng vị mà nếu như mà của tiêu hóa trên thì hiếm khi nào kèm theo cái vấn đề rối loạn đi tiêu kèm theo. Và bởi vì cái trường hợp này là bệnh nhân nam trên 50 tuổi, thành ra là cái trường hợp này đi khi mà đánh giá thăm dò đó thì bệnh nhân có một cái chỉ định là nội soi đại tràng để tầm soát polyp. Và trong cái trường hợp này thì khi chúng tôi thực hiện làm nội soi thì chúng tôi cũng phát hiện đúng là nội soi dạ dày cũng phát hiện là một cái tình trạng viêm dạ dày do Helicobacter pylori, để chúng ta thấy một số những cái tổn thương chuyển sản. Tuy nhiên khi chuyển qua nội soi đại tràng thì ngay cái vị trí đoạn giữa đại tràng ngang chúng ta thấy một cái u sùi rất lớn. Ca này hoàn toàn không có triệu chứng báo động và chỉ chẩn đoán dựa trên cái vấn đề gợi ý lâm sàng là bệnh nhân có một cái triệu chứng của tiêu hóa dưới kèm theo và một cái lứa tuổi là trên 50. Thì đó là một số những cái vấn đề đưa ra để chúng ta thấy rằng là những cái trường hợp thực tế chúng ta gặp trong lâm sàng có thể có những cái gì. Về tiếp cận xử trí, chúng tôi xin đưa ra một số những cái bài học từ nghiên cứu tại chỗ. Do cái thời lượng giới hạn thì chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số những cái điểm chính và cập nhật mà chúng tôi nghĩ là cần thiết trong cái thực hành lâm sàng của quý đồng nghiệp mà thôi. Thứ nhất là bệnh đồng nghiệp thực quản thì chúng ta đánh giá về cái mức độ hài lòng với điều trị nội khoa như thế nào, và chúng tôi xin giới thiệu ở đây là
một cái tổng kết chúng tôi thực hiện năm 2019. Trên cái hình thì đánh giá về cái mức độ hài lòng thì chúng ta thấy rằng là bệnh gợt á, thì nói chung là đối với người châu Á nói chung thì cái nguy cơ tiến triển thành ung thư nó rất thấp và nó khác biệt hẳn so với phương Tây. Tuy nhiên đó là một cái chuyện rất là quan trọng là chúng ta kiểm soát triệu chứng và phòng ngừa tái phát. Và đó cái phản hồi của người bệnh rất là quan trọng. Thì trong cái trường hợp là chúng ta thấy cái màu vàng với màu đỏ, tức là cái chuyện mà người ta cảm thấy là người ta cảm thấy là không cải thiện triệu chứng á, chúng ta thấy tới khoảng 40% ở một cái bệnh viện chuyên sâu. Khi khảo sát về những cái điều trị, chúng ta thấy là chúng ta sử dụng gần tất cả chúng ta đều sử dụng cái PPI, và một số trường hợp chúng ta sử dụng cái liều rất cao, tới khoảng 80% chúng ta sử dụng liều 2 lần một ngày. Tuy nhiên cái hiệu quả trên cải thiện triệu chứng thì nó không đáng kể. Bên cạnh cái vấn đề sử dụng PPI thì chúng ta còn có một số những cái trị liệu phối hợp, chẳng hạn ở đây chúng ta thấy dùng nhiều nhất là procinetic, nhiều thứ nhì là antacid. Chúng ta thấy là Sucapat và Anginat cũng có sử dụng ở đây. Tuy nhiên thì một số những cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng thì đối với bệnh đường ruột thực quản thì cái cơ chế tác động của Anginat, Antacid thì nó sẽ khác biệt và nó chuyên biệt, nó phù hợp hơn đối với bệnh đường ruột thực quản. Và trên cái nghiên cứu gộp gần đây năm 2017 thì người ta cũng chứng minh một cái điều tương tự như vậy, tức là khi chúng ta sử dụng Anginat thì cái hiệu quả chúng ta đạt được nó sẽ tốt hơn là so với giả dược hay là chúng ta sử dụng phối hợp với Antacid. Bên cạnh cái điều trị bằng thuốc thì cái vấn đề điều chỉnh lối sống cũng là một vấn đề rất quan trọng, mà trong thực tế khi chúng ta có quá nhiều bệnh nhân á, chúng ta có khi lại không đủ thời gian và không chú tâm và lưu ý cho bệnh nhân. Và trên một cái thực tế là khi chúng ta khuyên bệnh nhân, mà chúng ta khuyên một cách mặc định là khuyên tất cả, ngưng tất cả những cái thức ăn mà có thể gây kích thích á, thì điều đó có thể không phù hợp và rất khó thực hiện. Và khi chúng ta khuyên ngưng tất cả thì có khi là người ta không ngưng được gì cả, mà có thể chúng ta sẽ phải chọn lọc một số những cái thức ăn mà gây kích ứng. Trên cái tổng kết này, chúng tôi tổng kết trên khoảng 224 trường hợp, chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ các cái loại thức ăn mà gây ra cái triệu chứng trào ngược thì cao nhất là Dũng cũng chỉ khoảng 60%, tức là thức ăn chua, dầu mỡ, cay. Ngoài ra thì cà phê, rượu, trà thì ít hơn nhiều. Và không phải bệnh nhân nào cũng bị tất cả những cái chất kích thích này gây ra các triệu chứng, mà trên mỗi bệnh nhân thì nó có những cái chất gây kích thích khác nhau. Do đó thì cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý bệnh nhân là người ta sẽ phải quan tâm đến cái triệu chứng lâm sàng nó khởi phát khi mà người ta ăn những cái thức ăn nào, và chỉ cần tránh những cái thức ăn đó mà thôi. Bên cạnh đó thì cái cách ăn uống nó cũng rất là quan trọng, chẳng hạn như ăn nhanh quá, nằm ngay sau ăn hay là ăn khuya cũng là một số những cái vấn đề liên quan, và đặc biệt là vấn đề lo âu và thiếu ngủ cũng có liên quan. Vấn đề trào ngược trên thai là một cái vấn đề rất quan trọng, bởi vì cái xử trí thuốc trên những cái đối tượng này là cực kỳ nhạy cảm và chúng ta rất là thận trọng. Và trong một cái công bố gần đây của chúng tôi, trên 400 phụ nữ có thai tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì chúng tôi khảo sát là khoảng 40% bệnh nhân có bệnh trào ngược. Và chúng tôi quan tâm đến một cái vấn đề quan trọng, tức là cái thói quen ăn uống, mà đặc biệt là cái thói quen ăn xong nằm liền. Và chúng tôi ghi nhận rằng nó có liên quan đến không chỉ là tần suất cái triệu chứng trào ngược mà cái mức độ thường xuyên cũng như là cái tình trạng mất ngủ. Trong nghiên cứu này khi chúng ta phân thành 3 nhóm, một nhóm là không có cái thói quen này, một nhóm này chỉ có cái thói quen nằm ban ngày hay nằm ban đêm sau khi ăn thôi, và tới nhóm thứ 3 là nằm cả ban ngày và ban đêm sau ăn. Chúng ta quan sát về cái tần suất triệu chứng trào ngược, chúng ta thấy là không ở đây, 1 đến 3 ngày trong tuần, 4 đến 7 ngày thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không có thói quen này đó, chỉ có khoảng 5% là có triệu chứng này thôi, và thường thì nó cũng thưa. Tuy nhiên cái tỷ lệ này nó tăng lên tới khoảng 1/3, và chúng ta thấy là khoảng 7,5% trường hợp có triệu chứng khá thường xuyên hơn 4 lần, và nó tăng lên tỷ lệ tới 2/3 trong cái trường hợp mà bệnh nhân, cái người thai phụ có cái thói quen nằm cả ban ngày và ban đêm, cho thấy đây là một cái thói quen mà chúng ta cần phải lưu ý và giải thích cho bệnh nhân. Vấn đề sử dụng PPI trên bệnh nhân có lết dạ tá tràng cũng là một vấn đề rất là quan trọng, mà chúng ta có cái thông tin kê toa là chúng ta cần cẩn trọng loại trừ ung thư dạ dày trước khi chúng ta kê toa. Cái thông tin này rất quan trọng, bởi vì chúng ta có những cái trường hợp mà ung thư dạ dày dạng lét mà cái điều trị nó có thể cải thiện và lành lét và gây triệu chứng giảm giả tạo. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân có lét hai ổ ở vùng hang vị, và về nguyên tắc là lét dạ dày thì chúng ta luôn luôn nhớ là chúng ta phải điều trị và chúng ta phải nội soi kiểm tra hiệu quả lành lét để loại trừ ung thư dạng lét, và chúng ta sinh thiết nếu như lét chưa lành. Trong trường hợp bệnh nhân này của chúng tôi thì bệnh nhân được khám và làm rất là đúng quy chuẩn, và bệnh nhân được điều trị 8 tuần, sau đó nội soi kiểm tra chúng ta thấy lành lét.
Tuy nhiên cái lần nội soi cuối cùng chúng tôi thấy tổn thương đã lành hẳn, nhưng mà cái sẹo nó xấu, và trong trường hợp này chúng tôi sinh thiết á, thì cái kết quả nó là một cái loạn sản độ cao, và cái trường hợp này được khuyên làm phẫu thuật, và cái kết quả là một cái ung thư biệt hóa tốt. Do đó đây là một cái điểm nhấn mạnh rằng là gì, là ung thư dạng loét khi chúng ta điều trị ức chế toàn mạnh thì cái loét nó cũng có thể lành, nhưng mà tế bào ung thư có thể nó chui sâu xuống dưới, triệu chứng bệnh nhân cải thiện giả tạo, nhưng cái tiến triển ung thư rất là khó tránh. Một cái trường hợp khác là một cái ca vô vì loét dạ dày có biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân được điều trị PPI đường tĩnh mạch để điều trị xuất huyết, sau đó điều trị liên tục 2 tuần và sau đó bệnh nhân làm nội soi. Loét cũng lành. Đây là một trường hợp khá là trẻ tuổi, khoảng 34, chúng tôi nhớ là khoảng 34 tuổi. Và khi mà làm chúng tôi làm sinh thiết cái sẹo loét này thì cái kết quả nó rất là bất ngờ, là trong trường hợp này kết quả khẳng định là một cái ung thư tế bào nhẫn, tức là bị hóa kém, và cái trường hợp này cần phải phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì điểm qua một số những cái thông tin chính trong cái thời lượng giới hạn thì chúng tôi xin đưa ra một số những kết luận như sau. Và cái thách thức lâm sàng đó là một cái chuyện chúng ta thấy rất là lớn, bởi chúng ta trên thực tế có một cái sự trùng lắp rất là nhiều của các cái thể rối loạn tiêu hóa liên quan đến axit dịch vị, là một cái xu hướng phổ biến của thế giới cũng như Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng cái bệnh lý ác tính của đường tiêu hóa cũng như ngoài đường tiêu hóa thì có xu hướng càng ngày càng trẻ hóa ở Việt Nam. Do đó khi tiếp cận chẩn đoán và điều trị thì một điểm rất quan trọng là chúng ta cần phải áp dụng các cái khuyến cáo trong thực hành một cách rất là thận trọng, đặc biệt là lưu ý rằng là các triệu chứng báo động là cần thiết, nhưng mà cái độ nhạy có thể là không cao trên thực tế. Và khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị ức chế tiết axit thì chúng ta cần phải rất là thận trọng và loại trừ ung thư dạ dày. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đồng nghiệp. Cảm ơn Phó sư bác sĩ Phạm Trọng Đức đã trình bày những chủ đề những cái rất phổ biến trong cộng đồng lâm sàng và rối loạn tiêu hóa về cách tiếp cận trong chẩn đoán cũng như trong điều trị. Bây giờ thì chúng ta cùng đặt một số câu hỏi, trao đổi thảo luận với Phó giáo sư Đức về cái chủ đề này. Kính mời tất cả quý đồng nghiệp, các bạn học viên sau đại học cùng trao đổi. Rồi tôi cũng nhận được một vài cái câu hỏi. Quý đồng nghiệp có hỏi Phó giáo sư Đức. Thì vừa rồi bác sĩ Đức có trình bày trong một cái nghiên cứu của Bệnh viện Đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh về tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản ở phụ nữ có thai là tới 38,5%. Thì một quý đồng nghiệp có hỏi về vấn đề lựa chọn thuốc nào thì an toàn và hiệu quả để điều trị trào ngược dạ dày thực quản trên các đối tượng là phụ nữ mang thai. Bác sĩ Đức có thể trao đổi thêm. Cảm ơn quý đồng nghiệp. Thì điểm đầu tiên chúng tôi muốn nhấn mạnh trở lại đó là chúng ta luôn luôn phải phối hợp cái điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Và đối với phụ nữ có thai thì cái vấn đề này là còn quan trọng hơn nữa khi chúng ta đề cập tới vấn đề điều trị không dùng thuốc. Và chúng tôi đã đưa trong một số những cái tổng kết đó, thì cái vấn đề nó liên quan đến cái thói quen ăn uống và cái các thể loại thức ăn nó có thể nó liên quan. Vấn đề khi chúng ta kiểm soát bằng những cái chế độ không bằng thuốc mà không hiệu quả thì chúng ta phải tính tới cái chuyện phối hợp với điều trị bằng thuốc. Trong đó những cái thuốc mà đầu tay mà cho thấy là cải thiện triệu chứng tốt là chúng ta cần phải đề cập đến Anginat, Antacid hoặc là Sucafat. Trong đó như chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu gộp á, thì cái Anginat là một cái có những cái ưu điểm được chứng minh trong nghiên cứu gộp là có hiệu quả hơn là Antacid trong xử trí bệnh lý trào ngược. Một số trường hợp nếu như chúng ta sử dụng các cái nhóm thuốc mà tác động tại chỗ mà không hiệu quả thì chúng ta cần phải sử dụng phối hợp với các cái thuốc ức chế tiết và cơ chế thể dịch. Trong đó thì những cái thuốc nó không có những cái, mặc dù là cùng nhóm nhưng mà các PPI và các anti-thai thì nó đều không phải là có cái tính an toàn trên thai như nhau. Đối với PPI thì người ta khuyến cáo nên chưa sử dụng những cái PPI lâu đời, chẳng hạn như là omeprazole hay là pantoprazole, bởi vì cái chứng cứ cho thấy là cái nguy cơ quá thai là không cao hơn so với cái nhóm mà chúng ta không sử dụng những thuốc này. Còn các cái thuốc mới hơn thì có lẽ cũng an toàn, tuy nhiên thì cái chứng cứ nó chưa bằng, và cái nhóm được xếp là class B, tức là cái nhóm không có cái bằng chứng gây quái thai. Cái nhóm mà chúng ta sử dụng tiếng thứ hai thì ranitidine là một cái thuốc tốt hơn. Tuy nhiên với những cái điều kiện hiện tại đó, có một số những cái thông tin cho rằng là tiếng thứ hai thì có thể có một số những cái rủi ro nguy cơ liên quan tới ung thư. Do đó thì cho đến thực tế đó thì những cái chọn lựa chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta xem xét bàn thảo với người bệnh, và trong trường hợp thì chúng tôi nghĩ là PPI, những cái nhóm cổ điển thì nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn Phó giáo sư Đức. Vừa rồi Phó giáo sư Đức có nhắc tới cái thuốc Anginat trong vấn đề trọng lượng trên phụ nữ có thai và bị trào ngược dạ dày thực quản. Thì ở đây một quý đồng nghiệp cũng
hỏi về liên quan đến cái Azirat. Chắc có lẽ thì những cái bài trước đây là tăng huyết áp, những cái bài dưỡng có nguy cơ thì có nói về vấn đề phối hợp thuốc hoặc sớm ngay từ đầu, thì quý đồng nghiệp này cũng đặt một câu hỏi tương tự như vậy, là trên những bệnh nhân mà trong một thời thực quản để mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn, thì việc chúng ta phối hợp giữa PPI với Azirat ngay từ đầu hay là chờ cho đến khi mà thất bại với là PPI tăng huyết áp với Azirat đây là một cái câu hỏi rất là lâm sàng. Cái vấn đề chúng ta chọn lựa thì nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái bối cảnh. Đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đến với chúng ta lần đầu tiên là triệu chứng không thường xuyên, triệu chứng không thường xuyên được định nghĩa là triệu chứng trào ngược khoảng một lần một tuần, thì chúng ta có những cái chứng cứ cho thấy rằng là trong trường hợp đó thì Anginat hoặc là ức chế proton thì hai cái thuốc đó có hiệu quả tương đương với nhau. Tuy nhiên trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng thường hơn, và đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân đã có những điều trị ở trước đó tới, thì tôi chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề gọi là tiếp cận đầu tiên á, thì cái chuyện gọi là cái niềm tin cho bệnh nhân và cải thiện ngay lập tức cái triệu chứng rất là quan trọng. Thành ra thì có một số quan điểm thì người ta sẽ dùng theo cái kiểu là từng thuốc rồi sau đó phối hợp. Một cái kiểu khác tức là chúng ta sử dụng ngay từ đầu phối hợp và sau đó thì chúng ta step down, chúng ta giảm dần. Thế thì trên một thực tế lâm sàng thì nó sẽ tùy theo quý vị nghiệp, nhưng mà cái chiều hướng mà chúng tôi ưa chuộng muốn sử dụng là chúng tôi sẽ phối hợp ngay từ đầu và sau đó chúng tôi sẽ giảm dần. Tại vì khi mà cải thiện cái triệu chứng đó, thì nó sẽ có được một cái sự gọi cái niềm tin và cái sự tuân thủ của người bệnh tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ Đức. Chúng tôi còn một số câu hỏi nữa nhưng mà do không thời gian có hạn.